Hãy nhắc lại nhân viên bán hàng. 售货员, 售货员, tiểu thư, 小姐, chị ơi xin hỏi nhà ăn ở đâu? 小姐请问餐厅在哪儿? 小姐请问餐厅在哪儿? Hãy nói từ điển Anh Trung. Yên Khan Sứ Điển. Yên Khan Sứ Điển. Chị ơi có từ điển Anh Hán không? 小姐有英汉词典吗? 小姐有英汉词典吗? Hãy nghe từ xem. Khán. Khán. Âm Hán Việt là khán. Bạn xem này, bạn nhìn này. Nì khán. Nì khán. Đọc sách. Khán su. Khán su. Đang đọc gì đấy? 在看什么呢? 在看什么呢? Mình đang xem phim điện ảnh. 我在看电影. 我在看电影. Đang xem phim ở rạp chiếu phim. Nguyên văn là tại rạp chiếu phim xem phim. 在电影院看电影. 在电影院看电影. Bây giờ hãy nói có bạn xem này. 有你看. 有你看. Hãy nghe từ chỗ này, mấy cái này. 这些. 些. 些, 这些, 这些, mấy cái kia, chỗ kia, 那些, 那些. Bây giờ người bán hàng trả lời, chỗ này đều là từ điển Anh Trung. Nguyên văn bạn ấy nói, chỗ này đều là. 这些都是. 这些都是. Chỗ sách này. 这些书. 这些书. Mấy học sinh này. 这些学生. 这些学生. Mấy quyển sách tiếng Hán này đều là của tôi. 这些汉语书都是我的。这些汉语书都是我的。 Mấy người này. 这些人。这些人。 Mấy người này đều là bạn tôi. 这些人都是我朋友。 这些人都是我朋友. Hãy thay người bán hàng trả lời lại. Có, bạn xem này, chỗ này đều là. 有你看这些都是. 有你看这些都是. Bây giờ là từ quyển, lượng từ của sách, từ điển. Bản. Bản. Một quyển sách. Y bản su. Y bản su.
Hai quyển từ điển. Liang bản sử điển. Liang bản sử điển.